Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tokyo Camera. Đấy, như anh em đã nhìn thấy, GoPro 9 đã về đến Tokyo Camera rồi anh em ạ. Và hôm nay thì mình đã có cơ hội để trên tay chiếc và mở hộp chiếc GoPro 9 này. Và đây là phiên bản Black. Đó, hiện tại giá bán ở Tokyo là đang đâu đó 12 triệu, anh em có thể tham khảo lên bên dưới nhá. Thì thôi mình không lòng vòng và dài dòng nữa thì mình sẽ điểm sơ qua một vài tính năng ở trên GoPro 9 này được in trên hộp. Thì mình nghĩ là cái nâng cấp đáng giá nhất ở trên chiếc GoPro 9 này đến từ cái phần là chất lượng. Thì ở đây nó ghi là camera được nâng lên là 20 megapixel này, có khả năng quay lên đến 5K 30 frame, quay slow motion 180p với tốc độ khung hình là 240, chống nước thì 10m, voice control, bla bla bla, nói chung là có thêm cả ảnh RAW nữa. Thì mình nghĩ là đây là những cái nâng cấp đáng giá nhất của GoPro 9. Và cũng như thêm nữa là trên cái hình mà các bạn nhìn thấy trên vỏ hộp đây thì chúng ta có một cái màn hình phụ. Và bây giờ thì mình sẽ bóc cái hộp này ra và để cho anh em xem là cái màn hình phụ nó như thế nào nhá. Thì hộp thì nó cũng như mọi năm thôi, nó cũng rất là đơn giản. Thì phụ kiện của nó năm nay thì giống với GoPro 8, GoPro 7 thì chúng ta sẽ chỉ có những cái phụ kiện đi kèm có sẵn, bao gồm là pin, một cái gắn ở trên mũ và dây sạc cũng như là hộp đựng, cũng như là thân máy. Vậy thôi, chúng ta sẽ không quá là nhiều phụ kiện. Thì tất cả những thứ mình nói thì nó đều được đặt trong một cái hộp chống sốc như thế này. Mình rất thích cái hộp chống sốc của GoPro, làm khá là đẹp và chắc chắn. Đây chính là nhân vật chính của chúng ta, chiếc GoPro 9 Black. Đấy, phiên bản mới nhất vừa ra mắt cách đây là đâu đó là 4-5 ngày gì đấy. Và về Việt Nam được 4-5 hôm nhưng mà đến hôm nay mình mới có sản phẩm để mình trên tay cho anh em. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ điểm qua một chút về ngoại hình. Thì về tổng thể ngoại hình thì GoPro 9 hay GoPro 8, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1 nó cũng xem nhau, nó cũng không khác nhau là mấy. Ngoài có một sự khác biệt lớn nhất mà mình nhận thấy ở đây đó chính là cái màn hình LED đơn sắc ở trên những cái chiếc GoPro 8 thì đã được thay bằng một cái màn hình LCD màu. Và cái màn hình màu này có chức năng gì thì tí nữa mình sẽ chỉ cho các bạn. Cũng như là cái kích thước của GoPro 9 năm nay nó đã to hơn. Và một điểm nữa là cái kính ở đây thì có thể thay được. Đấy, các bạn có thể tháo ra và thay lắp thêm những cái ND, lắp thêm những cái ống kính góc rộng hơn tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của anh em có thể thay thế được cái này. Giống như việc là hôm mình review con One R ấy, có thể thay được cái ngàm ra và lắp thêm ND thì bây giờ GoPro 9 đã có thêm tính năng này, mình khá là thích. Ok, thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành là bóc những cái giấy này ra. Cái màn hình cảm ứng đằng sau này nhờ kích thước của máy nó đã được nâng lên to hơn so với GoPro 8, vậy nên cái màn hình cảm ứng này nó cũng to hơn, cũng như là cái màn hình cảm ứng đằng trước cũng to hơn. Và có một vài điểm thừa ở đây là mình không biết là cái cạnh bên này để làm cái gì. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có cái cách thay pin và thẻ nhớ một cách truyền thống, đó chính là một cái nắp sửa ở bên này được bọc gioăng cao su rất là kín. Đó, khe cắm thẻ nhớ là cũng như là pin. Đó, sạc thì chúng ta đã sử dụng chuẩn sạc mới là sạc Type-C. Cũng như là thêm nữa là ở đây chúng ta mình nhìn thấy ở đây là hệ thống mic với hệ thống loa của con này nó đã được nâng cấp hơn rất là nhiều. Ở mặt trước thì chúng ta có một cái mic, thì cái mic thu âm này thì như mình xem thông số trên hãng ấy, thì nó có khả năng ghi, nó ghi là raw audio. Thì mình nghĩ là chất lượng của GoPro 9 năm nay đã được cải thiện hơn rất nhiều so với các đời trước. Thì ở phần sau của video này thì mình sẽ thử test xem là cái âm thanh ghi ở trên chiếc GoPro 9 này nó như thế nào, để cho anh em xem là cái chất lượng thực tế của cái raw audio nó ra sao. Hello anh em, và đây là mình đang test cái mic của chiếc GoPro 9. Không biết anh em thấy nó như thế nào, nhưng mà mình thấy là nó đang bị lệch sáng màn hình. Đây đây, nhìn tí. Đó. Với cái màn hình phụ này thì rất là tiện, anh em có thể nhìn được là mà mặt mình đang tối hay đang sáng. Đó. Nói chung là cũng được, nhưng mà tuy nhiên thì nó hơi delay một tí. Ok, thì những cái tính năng mà được trang bị trên GoPro 9 có những gì? Thì thứ nhất như mình đã nói ban đầu thì nó có khả năng là quay video lần này lên tới là 5K, trừ chúng ta không thể dừng lại ở 4K nữa. Và 4K lần này chúng ta sẽ quay được là 60 frame, 5K thì là 30 frame thôi. Chúng ta sẽ có thêm một vài chế độ như là slow motion, độ phân giải là HD 240. Thì tất cả những cái mà tính năng này thì mình sẽ show hết ở phía sau đoạn này cho anh em xem là những khả năng mà chiếc GoPro 9 này có thể làm được. Thêm nữa là cái khả năng chống rung ở trên GoPro thì tất cả các thế hệ trước thì các bạn đã biết là nó có khả năng chống rung tốt như thế nào rồi. Thì trên GoPro 9 thì vẫn thừa hưởng những cái như vậy thôi. Tuy nhiên thì mình nó được trang bị thêm là Hyper
Boost Smooth thì 3.0. Và cái hai boost này ấy, thì nó còn tạo ra một cái sự ổn định hơn rất là nhiều so với những thế hệ trước. Từ khi mình bật chế độ lên đây, các bạn có thể xem ngay trên màn hình, khi một cái là mình tắt chế độ boost đi và một cái là mình bật chế độ boost, các bạn có thể thấy mình thì không sử dụng gimbal mà mình sẽ chỉ dùng tay không để quay cho anh em xem. Về cảm biến cũng như là về chất lượng file đưa ra của GoPro 9 lần này thì mình đánh giá khá là cao. Chất lượng nó từ đời 8 mình dùng con 8 ấy thì chất lượng của 8 nó đã rất tốt rồi. Tuy nhiên khi mà lên đến con 9 này thì mình cảm thấy nó có một sự khác biệt lớn hơn rất là nhiều. Điều này thì sẽ giúp cho anh em là đi quay cũng như là sử dụng làm dịch vụ thì sẽ đem lại chất lượng tốt hơn là so với việc là mọi người hay bảo là GoPro quay chất lượng không cao. Thì tuy nhiên nếu như anh em lên đến GoPro 9 rồi thì cái chất lượng sẽ được đảm bảo cho anh em. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái nhân vật chính là cái màn hình phía trước này. Đấy, cái màn hình phía trước này nó sẽ hoạt động song song cùng với cái màn hình của chiếc mặt đằng sau. Khi mà anh em chỉ cần quay cái này ra thôi thì lập tức nó sẽ chuyển thành một cái camera phía trước luôn, anh em có thể nhìn vào selfie. Tuy nhiên thì cái màn hình này thì nó lại không cảm ứng được, nó chỉ là cái màn hình showreel cho anh em nhìn thôi. Đó, như vậy thì sẽ rất là tiện cho những anh em nào mà mua chiếc GoPro về làm vlog. Ok, còn đến với cái phần ảnh thì với cá nhân mình từ trước đến nay sử dụng rất nhiều đời GoPro rồi thì bản thân mình không đánh giá cao cái việc chụp ảnh trên GoPro bởi vì là cái chất lượng của nó đem lại thực sự là mình không đánh giá quá cao. Chất lượng chi tiết cũng như là màu sắc, cân bằng trắng các thứ thì mình không vote là chọn GoPro chụp ảnh, nhưng quay phim thì khá là ok. Thì trên GoPro 9 thì được nâng lên là cảm biến 20 megapixel, có HDR photo. Mình tìm ở trong này thì có cả chụp ảnh RAW, thì mình không biết là cái chất lượng ảnh RAW của chiếc GoPro 9 như thế nào, thì ở trong video sau thì mình sẽ chỉ anh em kỹ hơn về việc chụp ảnh trên GoPro. Còn hôm nay mình sẽ chỉ giới thiệu qua là nó có cả chụp ảnh RAW và mình sẽ thử tìm hiểu xem là RAW của GoPro 9 năm nay sẽ đi đến đâu. Còn video thì anh em đã được xem từ đầu rồi. Đó, tổng kết lại thì với 12 triệu thì chúng ta sẽ có gì ở trên GoPro 9? Thứ nhất là chúng ta có một cái build to hơn, cầm nó cũng đầm tay hơn, con này nặng lên đến 159g. Cũng như là cái chất lượng cảm biến khi mà quay phim cũng đã tốt hơn. Chúng ta có thể thay được cái kính đằng trước để lắp thêm những cái filter dành cho GoPro. Chúng ta có một cái màn hình phụ phục vụ cho những anh em nào có nhu cầu làm vlog cũng như là những cái góc setup mà chúng ta không thể setup được bằng màn hình đằng sau. Cũng như là không phải mua thêm màn hình rời để cắm vào đây nữa. Thêm nữa là chúng ta sẽ có một vài tính năng khá là hay ho và thú vị được nâng cấp, nhất là chế độ quay. Chế độ quay của trên GoPro đã được nâng cấp nhiều hơn thì như anh em đã xem ở phần đầu rồi. Còn lại thì về thiết kế hay là về màu sắc, về nói chung tóm lại thì là nó vẫn giống GoPro 8, nhưng anh em bỏ ra khoảng tầm 12 triệu để nâng cấp lên thì có xứng đáng hay không thì đó là tùy thuộc vào anh em. Còn anh em có ý kiến gì về chiếc GoPro 9 này thì hãy để lại bình luận phía dưới. Đừng quên để lại cho mình một like và một share nhá. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.